Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh IC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngay lần đầu dự cúp biển Army Games 2021, Hải quân Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế bất ngờ khi đứng thứ hai trong phần thi bắn thủy lôi và có cơ hội đứng đầu phần thi pháo hạm. Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu hộ vệ tên lửa g Bác số 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam tham dự cuộc thi cúp biển tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 – đã đứng thứ hai trong hạng mục bắn thủy lôi bằng súng máy 14,5 mm và đứng đầu trong hạng mục bắn pháo hạm 76,2 mm. Theo quy định của ban tổ chức Army Games 2021, việc bắn súng được tiến hành bằng những phát bắn đơn lẻ từ súng máy cỡ lớn khi đang di chuyển, trong khi vận tốc của tàu bị hạn chế trong phạm vi từ 5 đến 12 hải lý trên giờ. Tiêu chí thứ hai để đánh giá kỹ năng là thời gian dành cho việc bắn trúng mục tiêu. Để hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng có 16 viên đạn được bắn ra và một trong số đó phải bắn trúng mục tiêu để phá hủy một quả mìn nổi nằm ở khoảng cách tối thiểu 200 m Sau ngày thi đấu đầu tiên ở hạng mục bắn súng máy 14,5 mm, đội tuyển Hải quân Việt Nam xếp thứ hai sau nước chủ nhà Nga và xếp trên đội Trung Quốc. Đây là một thành tích rất đáng nể đặc biệt với một đội lần đầu tham dự cuộc thi như Việt Nam. Đối với bài thi đấu bằng pháo hạm AK-176M, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc bắn trúng bia ở ngay loạt bắn đầu tiên. Sau đó tự tin bắn trúng các bia còn lại ở khoảng cách từ 8 đến 9,6 km. Theo quy chế, bên cạnh việc bắn trúng bia thì thời gian vận động trên tuyến bắn cũng là chỉ số quan trọng. Như vậy đội nào bắn trúng và về đích nhanh nhất thì sẽ giành giải nhất. Ngày 25 tháng 8, tổ trọng tài của môn thi cúp biển trong khuôn khổ Amigem 2021 đã công bố kết quả nội dung bắn pháo đối hải AK-176. Đội tuyển Hải quân Việt Nam đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Nga và Trung Quốc để đứng ở vị trí đầu tiên. Đây sẽ là niềm khích lệ rất lớn để chúng ta hoàn thành các phần thi khác trong cuộc thi cúp biển. Trước đó, đội tuyển các nước đã tổ chức bốc thăm thi đấu các nội dung thuộc môn thi cúp biển. Theo đó, Thứ tự các nước thi đấu tại nội dung bắn mục tiêu trên biển bằng pháo AK-176 là Nga, Việt Nam, Trung Quốc. Tại nội dung bắn market mình trôi bằng súng 14,5mm là Nga, Việt Nam, Trung Quốc. Tại nội dung kỹ năng hàng hải là Trung Quốc, Việt Nam, Nga. Riêng nội dung đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, đội tuyển hải quân Việt Nam thi đấu thứ hai và nội dung cứu hộ cứu nạn thi đấu đầu tiên trước đó sáng ngày 23 tháng 8 chiến hạm các nước nga, việt nam và trung quốc đã rời cảng đến vùng biển Primoria, liên bang nga để tham dự trạng đầu tiên của nội dung thi cúp biển trong khuôn khổ Amigen 2021. Tham gia nội dung thi này liên bang nga có tàu hộ tống Sovetseni thuộc hạm đội thái bình dương, việt nam có tàu hộ vệ tên lửa 016 quang trung, còn trung quốc có tàu Guanjian. Tại nội dung thang bia Trung Quốc và Nga đã có một trận đấu căng thẳng, cạnh tranh quyết liệt đem tới màn trình diễn đỉnh cao, xứng tầm là những ứng viên cho chức vô địch tranh Biathlon 2021. Trong trận đấu mở màn vòng đấu loại tranh Biathlon 2021 ở nhóm này, đội chủ nhà Nga vẫn giữ được phong độ và đã dẫn đầu. Kiếp Trung Quốc một tỏ ra có một số vấn đề song vẫn về thứ hai, về cuối là đội Uzbekistan. Nói chung kết quả đó là phù hợp với thực lực của các đội trong nhóm hôm 25 tháng 8 năm 2021, vào lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức 14 giờ Hà Nội, diễn ra trận đấu vòng loại giữa các kiếp đấu thứ hai của ba đội tuyển, Trung Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Nga. Trong trận đấu này, màu xe của các đội vẫn giữ nguyên như trận trước. Trung Quốc xe màu đỏ, Uzbekistan xe màu vàng và đội chủ nhà Nga xe màu xanh lục. Thời tiết trên thao trường Alabino, trời nhiều mây song sáng sủa, tầm nhìn tốt, gió nhẹ, nhiệt độ không khí 16 độ C. Đường đua nhìn chung khô ráo, chỉ còn một vài chỗ có nước đọng, song không đáng kể. Nói chung các điều kiện khá là lý tưởng cho một trận đấu. Theo đúng kế hoạch, trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức 14 giờ Hà Nội. Thứ tự xuất phát là Nga, Uzbekistan và cuối cùng là Trung Quốc. Ngay sau khi xuất phát, đội Nga đã rất nhanh chóng vượt qua vật cản, tránh cọc giữa để lên vị trí xếp đạn. Vào vị trí bắn, bia số 12 thứ nhất hiện lên chưa đầy vài giây, họ đã bắn được. Các phát bắn tiếp theo cũng được thực hiện rất nhanh và đều trúng mục tiêu. Kiếp đấu hoàn thành nội dung bắn sau 3 phút 57 giây. Ngay sau khi hoàn thành nội dung bắn bia 12, Đội Nga tăng tốc và họ đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên với thành tích 6 phút 26 giây. Xuất phát thứ hai là đội Uzbekistan cũng rất nhanh chóng nạp xong đạn vào tuyến bắn. Họ mất 2 phút 14 giây đã diệt được mục tiêu thứ nhất. Kết quả đội Uzbekistan hoàn thành nội dung bắn bia số 12 hết 2 phút 47 giây, diệt được cả 3 bia số 12. Ngay sau đó họ cũng tăng tốc vượt các vật cản và hoàn thành vòng đấu thứ nhất mất 5 phút 56 giây vượt trội hơn hẳn so với Nga. Xuất phát cuối cùng là đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc cũng rất khẩn trương nạp đạn nhanh chóng. Vào tuyến bắn, bi hiện lên chưa đến 1 phút 36 giây, họ đã bắn được phát thứ nhất, nhưng đạn trượt mục tiêu. Phát thứ hai mới bắn trúng được. Phát thứ ba thì bắn khá nhanh nhưng trượt. Do trượt hai mục tiêu nên họ phải tiếp thêm đạn và lần này thì họ đều bắn trúng mục tiêu, diệt cả 3 trên 3 bia số 12. Sang vòng 2, đội Nga vẫn rất khẩn trương và chính xác. Họ bắn trúng bia số 25 và hoàn thành vòng 2 nhanh chóng, trong khi đó đội Uzbekistan bắn không trúng mục tiêu này. Còn đội Trung Quốc bắn bia số 25 khá chậm và phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành vòng 2, chậm hơn đội Nga. Sang vòng 3 đội Nga vẫn giữ được phong độ, họ bắn diệt bia số 9 rất nhanh, ngay sau đó tăng tốc nước rút vào hoàn thành vòng đua khi đồng hồ chỉ 19 phút 19 giây. Trong vòng này, đội Trung Quốc đã bắn rất cẩn thận, có lúc họ gần như bắn phát một để chỉnh bắn và cuối cùng diệt được bia số 9. Tuy nhiên, họ tăng tốc rất nhanh, Vmax đạt tới 76 km h ở đoạn nước rút. Kiếp đấu Trung Quốc đã về đích thứ nhì với 20 phút 53 giây. Tương tự, đội Uzbekistan cũng không diệt được mục tiêu bia số 9. Đoạn nước rút họ cũng đạt Vmax tới 75 km h xong phải mất 22 phút 37 giây họ mới hoàn thành trận đấu. Tổng hợp kết quả trận đấu, đội Nga về thứ nhất với thành tích 19 phút 19 giây diệt 5 trên 5 mục tiêu. Về thứ nhì là đội Trung Quốc với thành tích 20 phút 53 giây diệt 5 trên 5 mục tiêu. Về thứ ba là đội Uzbekistan với thành tích 22 phút 37 giây diệt 4 trên 5 mục tiêu. Trình độ thao tác sử dụng trang bị vũ khí của các kiếp đấu đều rất thành thục. Tuyệt đối không để xảy ra hư hỏng phải dừng thi đấu để khắc phục. Về kỹ thuật điều khiển xe cơ động vượt qua các vật cản cũng như chạy trên đường của các đội đấu đều rất tốt, rất ít mắc sai sót. Đội Nga và Trung Quốc có nước rút tốt và duy trì được vận tốc trung bình khá cao nên đạt kết quả khá hơn. Về trình độ xạ kích, đội Nga vẫn giữ được phong độ, tốc độ bắn nhanh, diệt cả 5 trên năm mục tiêu. Còn đội Trung Quốc năm nay có vẻ thua suốt năm ngoái, chỉ diệt được 3 trên 5 mục tiêu ở phát đạn đầu. Đội Uzbekistan cũng vậy công tác đảm bảo thao trường, kỹ thuật cũng như các mặt khác của nước chủ nhà nhìn chung rất tốt. Như vậy là trận đấu thứ hai vòng loại của nhóm 1 bảng 1, giải đấu Tang Biathlon 2021 đã hoàn thành. Tuy chưa phải là tất cả, nhưng có thể dự báo đội chủ nhà và đội Trung Quốc vẫn sẽ là những ứng cử viên giành suất vào bán kết của bảng. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.